Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 24 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, kiếp tài xuất hiện không thích hợp để người tuổi Tý tiến hành các hoạt động cầu tài, đầu tư tài chính bởi nguy cơ mất tiền của bản mệnh trong ngày khá cao chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến tiền mồ hôi nước mắt của bạn đổ sông đổ biển. Ngoài ra, những chú chuột cũng chớ vội tin người trong hôm nay. Những lời đường mật của đối phương nếu chưa được kiểm chứng thì rất có thể nhằm mục đích dụ dỗ bạn lọt bẫy để chiếm đoạt lợi ích mà thôi. Cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Thủy khí vượng, có phần ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con giáp này, chủ yếu tập trung vào những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Bạn nên chú ý hơn đến các bữa ăn trong ngày, đừng mài việc mà bỏ bữa. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dậu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Hết sức tránh sự tranh cãi đôi co vô ích. Đề phòng tiểu nhân, làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về quà tặng, đám tiệc. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng ngày thuận lợi cho việc sửa sang tu bổ dọn dẹp mua sắm tổ chức gặp mặt gặp gỡ họ hẹn để giao thiệp tạo mối quan hệ tình cảm cho bền chặt có tin vui có nhiều sự gặp gỡ trong ngày tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng ngày có sự thay đổi cho mọi việc có tin tức về tình cảm công danh gia đạo của người thân bè bạn hoặc có sự gặp gỡ giữa mình và họ có tin vui hoặc dự tiệc đình đám sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có hỷ sự, tin vui hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, ngày tuổi của bổn mạng, có sự gặp gỡ hoặc nhận tin tức về tình cảm công danh gia đạo của người thân bè bạn có tin vui sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi tuy nhiên trong sự gặp gỡ sẽ có những ý kiến trái ngược nhau hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính cần phải có sự khéo léo để giải quyết tránh sự bất hòa hoặc nghe được tin buồn của thân nhân bè bạn nếu là công việc thì không nên để mình bị áp lực cẩn trọng trong vấn đề di chuyển đi lại hoặc có tin buồn về chuyện này Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện lục hợp mang tới quý nhân giúp người tuổi sửu vượt qua thế bế tắc một cách dễ dàng. Nhờ vậy, những vấn đề vốn đang làm khó bạn nay sẽ tìm ra được cách giải quyết thấu đáo, công việc nhờ vậy tiến triển nhanh hơn. Lại thêm chính quan độ mệnh, bản mệnh cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp nhờ năng lực nổi trội cũng như tinh thần trách nhiệm cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bạn trong thời gian qua thổ khắc thủy, mối quan hệ của mệnh chủ và nửa kia đang gặp một vài trục trặc do cái tính ương bướng, không ai chịu nhường ai của cả hai. Nếu cứ như vậy, tình cảm của hai bạn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều vết dạn nứt khó hàn gắn hơn. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, hợi. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Ngày gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn, không có phương hướng giải quyết. Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên trước khi quyết định. Nói nhiều thì chỉ đưa đến sự rắc rối thị phi, tranh cãi, hàm oan. Nên ngồi yên, tất cả sự mong cầu khó có kết quả, hãy chấp nhận tình thế đã thay đổi hoặc đã được định trước. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc mới, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho việc hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn về giao thiệp tiệc tùng, gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất dễ hao tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc quà tặng tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày có sự đáo hạn đến hẹn ngày có rất nhiều sự biến chuyển thay đổi trong công danh việc làm tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết có tin vui có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành còn có tin tức khác nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm tiền bạc tốt tài lộc tốt tử vi tuổi quý sửu thụ mệnh mộc ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm dù là công việc tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác phải biết chia sẻ hao tốn có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc tốt Tử vi tuổi dần. Thực thần mang tới cho người tuổi dần một ngày hanh thông với đường tài lộc vượng sắc. Những chú hổ nếu theo đường kinh doanh thì càng thêm thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Con giáp này nên tiến hành những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu. Ngày thủy sinh mộc đường tình duyên vượng sắc con giáp này tha hồ tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nửa kia. Tình yêu của hai bạn được xây dựng trên sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau nên vô cùng bền chặt. Theo tử vi hàng ngày cho thấy, tuy không thể tránh khỏi những sóng gió như bất kỳ cặp đôi nào khác nhưng sau cũng cả hai đều chung tay giải quyết khúc mắc và nắm tay nhau một lần nữa. Người độc thân cũng đừng quá sốt ruột nếu hiện tại vẫn đang lẻ bóng. Không phải bạn không đủ tốt, chỉ là duyên chưa tới thì đừng quá cưỡng cầu. Hãy cứ yêu thương và hoàn thiện bản thân, để ngày tình yêu tìm đến bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chỉ vì chưa kịp chuẩn bị. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi thìn tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Không nên đón tiếp người lạ trong nhà. Cẩn trọng trong việc nhận tin tức. Mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng, không có lợi. Nên có sự hòa hoãn. Tránh mọi chuyện tranh luận, thị phi không tốt. Ngày có nhiều lo âu, di chuyển nhiều trong công việc, tình cảm. Sức khỏe không tốt, tài lộc chậm chạp không được như ý. Hạp các nghề y học, tư pháp, nghề gia dụng, dệt vải, làm giấy. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Không nên nản trí khi có sự chậm trễ hoặc chắc trở đôi chút. Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn hò, tiệc tùng. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Hết sức tránh sự tranh cãi đôi co vô ích. Đề phòng tiểu nhân, làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại tiền bạc vào nhanh ra nhanh hao tốn về quà tặng đám tiệc sức khỏe không tốt tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mọi việc giao thiệp gặp gỡ trong ngày khó lòng gặp kết quả như ý hoặc chỉ là chuyện vui chơi không có lợi nên di chuyển ra đi để gặp người mình mong đừng e ngại sự va chạm nhưng cũng phải đề phòng rủi ro hoặc có sự chậm trễ có sự việc khác xảy ra nếu là người nữ thì phải chậm rãi chờ đợi tin tức mới trong công danh tài lộc tình cảm trước khó sau dễ cẩn trọng về sức khỏe có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc có sự dây dưa rắc rối dính líu đến nhiều người nhiều việc ngày gặp nhiều áp lực bận rộn lo âu sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi tử vi tuổi mão. Tí mão tương hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi mão trở nên khá ngạo mạn, nói năng ngông cuồng, không kiêng nể ai cũng không quan tâm hoàn cảnh xung quanh ra sao. Bạn thậm chí sẵn sàng tranh cãi với người khác nếu thấy có bất đồng với quan điểm của bản thân. Nếu cứ giữ cái tính cách luôn xem mình là trung tâm này, bạn dễ gây mất lòng với người xung quanh. Nhất là khi thương quan nhập cục sẽ càng gây thêm khó khăn cho những chú mèo khi những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho mệnh chủ không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn. Ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên của bạn có phần khởi sắc hơn, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tuất. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Nên dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm, hẹn ước, giao thiệp. Hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng. Mất uy tín, nói nhiều chỉ đưa đến sự thị phi rắc rối, tranh cãi tiền bạc có sự thiệt thòi không được như ý có khách đến nhà hoặc công sở có người đi xa thay đổi công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện công việc làm ăn hay tình cảm mọi sự đã đến hồi kết thúc hoặc đã đến hạn kỳ cần phải giải quyết có lộc hoặc có tin vui về tâm tình phải di chuyển nhiều đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục hiểu lầm tài lộc dễ hao cẩn trọng về sức khỏe tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt có sự trở ngại chút ít ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm có lộc ăn có quý nhân giúp đỡ hoặc có tin vui về tâm tình phải di chuyển nhiều đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho công việc bị bỏ dở hoặc chuyển qua hướng khác có tài lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có người cần sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến mời hợp tác đề nghị việc làm mới nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến ngày có sự hội họp bàn thảo nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ tài lộc tốt có tin không tốt về đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc không nên hấp tấp khi quyết định công việc nên hỏi ý kiến của quý nhân tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa có thể bị phá ngang bỏ dở có cuộc đi ngắn hoặc nhận được tin có tin vui về tâm tình di chuyển nhiều tin tức tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc nhà có đám tiệc ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm có tài lộc ăn uống quà tặng tử vi tuổi thìn các khí từ cục diện tý thìn bán hợp giúp cho vận trình tài lộc của người tuổi thìn trong ngày thứ tư này tươi sáng hơn nhiều tiền bạc rồi rào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên lợi nhuận thu về ngày càng cao tuy nhiên thiên quan dự báo con giáp này sẽ khá đau đầu vì bị tiểu nhân quấy phá có vẻ như những thành công mà bạn đạt được khiến những kẻ xấu bụng ôm lòng đố kỵ và ghen ghét tìm cách chiếm đoạt công sức hoặc ngáng chở con đường bạn đi ngũ hành xung khắc đào hoa ảm đạm khiến đường tình duyên của những chú rồng khá bấp bênh. Đôi bên ngày càng mâu thuẫn ở nhiều vấn đề trong cuộc sống khiến mối quan hệ luôn căng thẳng, chiến tranh lạnh liên miên nhưng cũng chẳng ai buồn phá vỡ thế cục hiện tại. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tị tý. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa. Ngày hoàn toàn không tốt cho tất cả mọi việc mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm. Không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối cần phải biết kềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Sự tranh luận, tranh cãi, thư kiện sẽ đem đến nhiều hao tốn từ tiền bạc cho đến sức khỏe, tình cảm. Ngay trong việc di chuyển, đi xa, hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự biến chuyển nhanh chóng, tốt xấu lẫn lộn, nên dè rặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin không tốt. Không nên tin cậy quá đáng vào người khác. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo ta ông cho công việc cũng như trong gia đạo. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Ngày có lợi cho sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày nên có sự nghỉ ngơi. Không nên mưu cầu nhưng việc lớn lao sẽ không có kết quả. Sức khỏe không tốt, sự mong cầu về tin tức không như ý hoặc có tin buồn. Gia đạo bất an tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chỉ nên ngồi yên chờ gặp quý nhân giúp đỡ che chở hoặc chờ một cơ hội khác chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật y tế có tin xa không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt việc làm không có kết quả tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý, Phật lòng hoặc gặp rủi ro, tai nạn, tin xấu. Nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe, cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng, thất bại. Tuy nhiên cũng có tin xa, có tài lộc hoặc quà cáp do vấn đề tình cảm, ân nghĩa hoặc được ăn uống. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt thứ tư này nhờ hưởng cát khí từ thiên tài. Bản mệnh được các thần này chỉ đường dẫn lối, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì thu nhập cũng tăng cao. Đặc biệt những chú rắn theo nghiệp làm ăn buôn bán đón lộc lá không ngớt, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình và tìm thấy phương hướng kinh doanh mới, đánh trúng thị trường, nhờ vậy mà lợi nhuận không ngừng tăng tới con số khủng. Thủy Hòa Tương xung dự báo đường tình duyên chắc trở lận đận, các cặp đôi không ngừng tranh cãi về những chuyện không đáng dù sau đó hai bạn đều thấy hối hận vì phút bốc đồng nhưng lời đã nói ra không thể thu lại tổn thương là không thể xóa bỏ giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ sửu thìn tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa dù có muốn đi tìm bè bạn hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng hoặc không gặp mặt chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình có tin tức ở xa tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Nên cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Mọi việc không nên để lâu dài, cũng không nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi hao tốn về khách khứa tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Nhưng cũng có lộc nhỏ, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có người đem tin đến về việc mình mong cầu đã có kết quả. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt có lộc ăn quà tặng và cũng có hao tốn về sự mua sắm tu bổ tử vi tuổi quý tị thuộc mệnh thủy ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm dù là công việc tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác phải biết chia sẻ hao tốn có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc tốt tử vi tuổi ngọ. Tí ngọ tương xung khiến người tuổi ngọ phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm. Bản mệnh luôn muốn làm mọi chuyện theo ý mình cho dù nửa kia đã can ngăn và góp ý hết lời, nhiều lần như vậy gây ra nỗi ức chế, khó chịu và nhiều nhất chính là thất vọng. Hôm nay hỷ thần ở hướng Tây Nam, nếu muốn hàn gắn mối quan hệ hay cầu duyên, bạn có thể chọn phương hướng này để mọi chuyện thuận lợi. Ngoài ra, bạn cũng nên lắng nghe người ấy nhiều hơn, có chuyện gì cũng nên chia sẻ và bàn bạc với nhau trước khi quyết định để mối quan hệ luôn bền vững. Bù lại có chính tài xuất hiện, vận trình tài lộc của con giáp này khá bình ổn, thu nhập chính vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh nhận được sự bù đắp xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhân lúc này, bạn cũng nên có kế hoạch tiết kiệm tiền bạc để dùng cho những lúc bất chắc. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày sung của bổn mạng có nhiều biến chuyển thay đổi xảy ra trong ngày ngoài dự tính công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro bất cẩn cần chú ý đến những phương tiện về máy móc xe cộ ngày có nhiều chuyện dày dà thị phi tranh chấp mỗi người một ý đối lập nhau không nên tin cẩn quá đáng vào người khác chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước không được như ý không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện không hay có tin buồn ở xa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước giao kết hoặc tổ chức tiệc tùng đình đám hội họp có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa tài lộc trung bình hoặc có quà tặng tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện tránh truyền thị phi tranh cãi nên nhường nhịn sức khỏe không tốt có tin buồn không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối cản trở gặp khó khăn chỉ hao tốn công sức tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên chi dụng vào những việc cần thiết có tin xa hoặc có sự gặp gỡ tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra tốt xấu xoay chuyển liên tục nên bình tĩnh để giải quyết nên cẩn trọng dễ có sự hư hại trắc trở khó khăn nhưng vẫn có kết quả có người bất đồng ý kiến với mình có sự gặp gỡ người thân bè bạn hoặc có tin tức hao tốn về giao thiệp giải trí tử vi tuổi mùi chính quan xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi mùi là điểm báo thăng tiến trong vận trình sự nghiệp của con giáp này bạn mệnh nhận được sự tin tưởng từ cấp trên nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Bạn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt hết mức có thể, chẳng cần ai phải thúc giục. Cũng vì thế mà bạn sẽ được cấp trên yêu ái và giao thêm cho nhiều trọng trách. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nếu vượt qua được những trở ngại đó thì chắc chắn thành quả sắp tới gặt hái được sẽ khiến bạn hài lòng. Trong ngày thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của những chú dê có nhiều biến động. Người độc thân dù đã gặp được người tâm đầu ý hợp nhưng còn nhiều khoảng cách khiến hai người chưa thực sự đến với nhau, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tí, dần. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến, thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Nên cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa, nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc tình cảm tốt có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm hẹn ước giao thiệp hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng mất uy tín nói nhiều chỉ đưa đến sự thị phi rắc rối tranh cãi tiền bạc có sự thiệt thòi không được như ý có khách đến nhà hoặc công sở có người đi xa thay đổi công việc tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi, nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình nhà có sự hội ngộ họp mặt của bè bạn người thân hoặc có tin vui đến có tài lộc nhưng dễ hao tốn nên đi xa di chuyển thay đổi hoàn cảnh công việc hiện tại có tin xa tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa có thể bị phá ngang bỏ dở có cuộc đi ngắn hoặc nhận được tin có tin vui về tâm tình di chuyển nhiều tin tức tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc nhà có đám tiệc ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm có tài lộc ăn uống quà tặng tử vi tuổi thân có tam hợp cục che chở người tuổi thân trong ngày hôm nay sẽ gặp nhiều điều thuận lợi vạn sự như ý đặc biệt là trong chuyện tình cảm đường tình duyên khởi sắc rực rỡ đào hoa nở rộ đôi lứa yêu nhau có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa Ngày hôm nay những chú khỉ còn may mắn được thiên ấn ghé thăm, những trở ngại trong công việc trước đó chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để tháo gỡ, bản mệnh không còn phải lo phiền nữa. Thậm chí, nhờ những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo của con giáp này mà những kế hoạch trước mắt còn có thêm đường đi mới, bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và có ý định nâng đỡ. Mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, công việc vô cùng suôn sẻ. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, mùi tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng, việc đi lại, di chuyển gặp chuyện không hay, dù tình thế bắt buộc phải đi. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Không nên có sự đối đầu ngang ngữa khi việc xấu đến. Cần phải bình tĩnh để giải quyết. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào dự tính của mình sẽ có sự trái ý thêm một chuyện không hay bằng bớt đi một chuyện nên nhẫn nhịn nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp tu bổ chỉnh đốn lại các công việc cũ di chuyển đi xa không tốt từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn không nên hấp tấp nên có sự tham khảo ý kiến của người khác có nhiều áp lực hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe bổn mạng của mình và người thân có sự gặp gỡ bất ngờ hoặc có tin tức tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc không nên tránh né mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi dậu Tý Dậu tương phá nhắc nhở người tuổi Dậu cẩn thận trọng kẻo dễ vì mâu thuẫn trong công việc mà bị trách phạt bao công sức trước đó bị người khác cướp mất. Thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng, đừng tự gây hấn mà rước họa vào thân, bởi có nhiều chuyện đã phạm phải là không thể thay đổi. Ngũ hành tương sinh là các thần che chở cho chuyện tình cảm của người tuổi Dậu trong hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có những mối nhân duyên bất ngờ. Từ quan hệ bạn bè đồng nghiệp, bạn có thể sẽ nhận được những tình cảm thăng hoa từ người khác phái. Hãy cho trái tim mình một cơ hội chứ đừng vội từ chối, bạn chưa thử sao biết được không có kết quả. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 20 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu u bàn chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Sự giao thiệp thân mật về tình cảm tuy cần thiết nhưng không nên để lấn áp lý trí. Hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Ngày có hỷ sự, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển quay về nơi chốn cũ. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa mọi việc không nên để lâu dài dây dưa cũng không nên phân bua nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay bị hàm oan tranh cãi hao tốn về khách khứa tiệc tùng hoặc về giao thiệp thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh nên cẩn trọng về sức khỏe tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất dễ hao tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc quà tặng tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ có sự đảo lộn, và cũng không nên tranh giành, tính toán, và cần xem xét lại những ý kiến khác. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim, mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, chạy quán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm. Tử vi tuổi tuất. Hôm nay, thiên quan xuất hiện mang tới những áp lực không nhỏ cho người tuổi tuất khối lượng công việc tăng lên khá rõ mà thời gian và sức người có hạn cho dù bạn đã đầu tắt mặt tối nỗ lực không ngừng nghỉ thì vẫn không thể hoàn toàn hài lòng với kết quả mình đạt được lại thêm tác động của ngũ hành xung khác người tuổi tuất cần phải thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình bạn và người ấy ở bên nhau đã lâu nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua hết những suy nghĩ của người ấy sự vô tâm của bạn có thể khiến cho người ấy tổn thương đó trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng tây nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo, do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Không nên có sự đối đầu ngang ngửa, hoặc nhận được tin tức mà nóng vội trong việc giải quyết sẽ không tốt nếu có người đến tranh luận hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin buồn sức khỏe không tốt gia đạo có nhiều bất an hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết đề phòng tai nạn hoặc có tang tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự tu bổ sửa chữa mua sắm dọn dẹp chỉnh trang trong nhà hoặc trong công sở vì có cuộc họp tiệc tùng đình đám ngày có nhiều sự giao tiếp có tin tức về tiền hoặc về công danh tình cảm tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như về tình cảm của gia đạo người thân bè bạn tin tức vui buồn lẫn lộn có khách đến hoặc có tin tức của họ nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc tài lộc không tốt nếu có cũng dễ hao tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên cẩn thận trong mọi hành động chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt ngày có nhiều sự thay đổi biến động công việc tin tức đến dồn dập không nên sợ những áp lực từ bên ngoài cần phải nhẫn nại ngày thuận lợi cho việc thay đổi sửa chữa tu bổ đi xa tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày không tốt nếu không phải là những việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi sự giao thiệp gặp gỡ trong ngày chỉ nhận được những tin buồn hoặc mình gặp rủi ro buồn phiền đau yếu ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, dễ bị vướng mắc lôi thôi. Có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Sự mong cầu về tài lộc tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin. Tử vi tuổi hợi. Tỷ kiên mang đến cho người tuổi hợi sự quyết đoán và tự tin vào bản thân trong ngày hôm nay. Hơn ai hết, bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra, hãy cứ tin vào trực giác của bản thân kiên trì với con đường mình đã chọn thành công không còn xa nữa công việc trong ngày cũng suôn sẻ chính là nhờ thế bản mệnh biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và không để cho những chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc thể hiện rõ phẩm chất của một người làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp trong ngày thủy khí đương vượng bản mệnh cần chú ý chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn nữa thủy vượng có thể ảnh hưởng đến thận khiến cho các chức năng bài tiết gặp vấn đề bạn nên thăm khám kịp thời khi cơ thể có dấu hiệu bất thường Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tí tị. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Ngày có sự bận rộn về sự giải đáp, thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi, hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự, tài lộc tốt, tuy nhiên có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi, khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp chắc chờ chút ít, có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi gặp gỡ bất ngờ nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không nên để vướng mắc tranh cãi phiền lòng có lộc ăn quà tặng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại